Và xin chào mừng tất cả quý vị khán giả, chúng ta cùng đến với show Đó Gia Phú buổi tối ngày hôm nay để đón chờ xem một trận đấu cũng được anh em ekip bóng đá phương miền Tây của chúng tôi đánh giá là một trận siêu kinh điển giữa hai câu lạc bộ đó là Red Legend và Ban FC. Được chuyển sang cho Đình Vũ. Quả chạm bóng rất nguy hiểm, thủ môn Đức Quân đã băng ra kịp thời. Đưa chuyền Khang Kỳ dứt điểm không vào. Nỗ lực dứt điểm ngay của số 11 Khang Kỳ. Chúng ta xem lại cú đá này của cầu thủ bóng số 11. Rõ ràng là Khang Kỳ cũng đã có khoảng trống và thời gian để canh chỉnh thước ngắm của mình, những cái bung chân của anh là quá cao. Quang Vĩ thì muốn hai cầu thủ bóng số 7 gây áp lực cho nhau, mất bóng rồi. Tạo ra cơ hội dành cho Ban FC hay không? Đội Filippo! Đứng trước bóng đó là Hiền Duy. Ở góc này thì Hiền Duy hoàn toàn có thể thực hiện một tình huống treo bóng thẳng vào phía trong. Hiền Duy treo bóng vào. Thủ môn Chí Trầm đã đấm quả bóng ra. Ban FC và Red Legend vẫn đang thi đấu tương đối chậm. Cả Red Legend và Ban FC vẫn đang ở trong giai đoạn thăm dò đối phương. Thực hiện đường chuyền, đây là cơ hội dành cho Ban FC. Đội Villarreal một quả chấm không vào. Tâm Tít cũng là một trong những cầu thủ có đẳng cấp tốt bên phía Ban FC. Phật bóng lên, ra đây. Red Legend lại tung ra sân những sân chơi người mới. Và lần này đó là Toàn Xe Tăng. Toàn Xe Tăng chính là người đã có một siêu phẩm ở trong trận đấu với Lão Tiến FC. Một đường chuyền ông Quan Vĩ thực hiện đường chuyền. Coi không vào. Một thoáng mất tập trung của cao thủ Ban FC. Phản công cho Red Legend. Ở một trận đấu quan trọng như thế này thì Ban FC cần phải giữ tập trung đánh đâu. Không vào. Người thực hiện tình huống đánh đầu vừa rồi là của Quang Vĩ. Quang Vĩ đã ở trong một tư thế rất thoải mái để thực hiện cú lắc đầu của mình. Toàn Xe Tăng ở trên hàng công. Đưa chuyền của số 7 Quang Vĩ. Toàn Xe Tăng. Toàn Xe Tăng không vào. Đó là chơi ở vị trí tấn công. Quang Vĩ khi mà vị trí này đã được giao cho số 7 Quang Vĩ. Rất nguy hiểm. Phát bóng lên cho Đức Cun. Ở 1 phần 2 thời gian thi đấu chính thức, hiệp 1 đã trôi qua và chúng ta vẫn đang có một trận đấu kinh điển có tỷ số hòa không đều. Những tình huống cố định này hoàn toàn có thể tạo ra sự nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Tam Mau ngày hôm nay anh đá ở vị trí cánh phải. Đường chuyền vào của Tam Mau. Coi dứt điểm 1-0 dành cho Red Legend. Sự đột biến mang tên Tam Mau và sự hữu hiệu ở đây ghi bằng của Quang Vĩ. Tam Mau sử dụng một tình huống John Cruyff turn để loại bỏ sự đá bóng của cao thủ Ban FC. Khang Kỳ, một địa chỉ nhận bóng để phát động tấn công tương đối hiệu quả của Ban FC. Tâm Tin xuất ra. Điều chuyển cho cầu thủ bóng số 19, đó là Hiền Duy. Coi, dứt điểm không. Cú đó, một tư thế đối mặt nó đi vào vị trí của thủ môn Chí Trầm. Chúng ta xem lại pha bóng này. Một đường chuyền hầu như là đánh bại hoàn toàn các cầu thủ phòng ngự bên phía câu lạc bộ Red Legend. Đây là cầu thủ mang áo số 20. Cầu thủ không có tên trong danh sách khi thi đấu bên phía Ban FC. Đường chuyền hoàn toàn có thể tạo ra một tình huống phản công dành cho đội bóng đó. Toàn Xe Tăng, Quang Vĩ. Vẫn đang là Quang Vĩ thực hiện được chậm khe. Coi. Đức Quân là người đã lao ra và ôm gọn quả bóng.
màu. Lại thêm một đòn phản công nữa dành cho Ban FC. Và Red Legend lại chưng phạc những khe hở từ vị trí của hàng phòng ngự đội bóng xanh. Việt cao thủ Ban FC không giữ được vòng ngoài tốt. Chúng ta cùng xem tình huống di chuyển này của Tâm Mau cực kỳ thông minh. Và điểm chạm dứt điểm cực kỳ tinh tế. Đội chuyền của Tiến Đại Lê Mơ dứt điểm không. Không có cú đúp dành cho Tâm Mau. Cầu thủ Ban FC đang gặp đôi chút vấn đề về mặt tâm lý, có vẻ là như vậy. Tín Đại Lima, Quang Vĩ, Tâm Mau, Tâm Mau càng ngon, không ăn. Trước bóng đang là báo điệu. Liệu có một tình huống dứt điểm thẳng của báo điệu hay không? Đúng như vậy, không ăn. Còn Basi có thể là khả năng ở trong rất nguy hiểm và tỷ số là 1-2. Một bàn thắng có phần may mắn nhưng nó sẽ giúp cho Ban FC rất nhiều. Một tình huống chạm bóng thắng vào khu vực phía trong và thủ môn Chí Trầm đã để vượt qua bóng. Chắc chắn là bàn thắng sẽ được tính dành cho Cường 3C rồi. Một bàn thắng được thực hiện ở một cự ly rất xa. Báo điệu. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1 rồi. Trận siêu kinh điển của Bình Tân giữa Red Legend và Ban FC đang có tỷ số là 2-1. Với sự có mặt của Hiệp Shava, hiệp 2 này Ban FC nhiều khả năng họ sẽ bùng hết sức của mình. Tình huống dứt điểm không vào. Đó đầu tiên của cao thủ Ban FC ở trong hiệp 2. Hiệp 1 đã khép lại với tỷ số tạm thời là 2-1 với hai bàn thắng của Red Legend, bao gồm có số 7 Quang Vĩ và số 2 Tâm Mau. Trong khi đó bên phía Ban FC, bàn thắng được ghi nhờ công của trung vệ Cường 3C. Hiền Duy chuyền bóng, đây là coi dứt điểm không vào. Nhưng đã bị cắt mất rồi. Nỗ lực đi bóng của Mạnh Thuần. Lại là cầu thủ Manao Suba chuyển bóng ngược lại. Hiệp Shava, Shava không vào. Cú Trinh. Cú Trinh đang thi đấu ở vị trí hậu vệ, không phải vị trí sở trường của anh. Vấn đề mất bóng rất nguy hiểm, dứt điểm không vào. Mạnh Thuần đưa quả bóng lên phía trên, có là đây, dứt điểm. Một tình huống lắp bắp, thủ môn Chí Trầm đã phá bóng thẳng ra ngoài. Tình huống lộn xộn, rất nguy hiểm, dứt điểm, không vào. Tấm băng đội trưởng, báo điều thi đấu vô cùng bản lĩnh ở 40 phút thi đấu đầu tiên. Hiền Duy, căng ngang, hiệp xe vô. Đội chuyền coi phản công không được. Red Legend với thủ lĩnh báo điệu ngầm này vẫn đang chiến đấu sòng phẳng với hàng công của Ban FC. Hàng công của Ban FC ở trong hiệp 2 như được nâng cấp với cái tên hiệp Selva xuất hiện. Lại thêm những coi dành cho đội bóng xanh nữa. Đội chuyền đó là coi dứt điểm, quá thiếu chính xác. Cú Trinh, Mạnh Thuần, Hiệp Shava. Thì quân rót bóng của Hiệp Shava dành cho cầu thủ Manao Suba. Dứt điểm. Hai đều. Và đốt lưới nhà của Báo Bội. Chúng ta xem lại pha đốt lưới nhà này của Bão Bụi.
một kịch bản rất khó xảy ra, và nếu như kịch bản này xảy ra thì nó quá thực sự là bùng nổ. Tình huống xin hợp đồng không bao. Nỗ lực của cầu thủ mang áo số 10 đó là Trần Thuật. Cơ hội Hiền Duy không bao. Chào mừng anh của các bạn, vừa rồi là những cầu thủ dự bị phía trong của Real Legend. Toàn sơ tăng không kịp. Ôi cầu long không được. Để chuyển hiệp sinh hiệp Sheva tự do đồng nghĩa với tự sắc. Nỗ lực của Bảo Điều không thành công. Trần Thuật vẫn đang là Trần Thuật. Hiệp Sheva không vào. Thủ môn Chí Trầm có một pha tung người, bóng dội sang ngang. Bảo Điệu, Đình Vũ, quả che bóng của Đình Vũ đánh đâu không vào. Phát bóng lên cho Chí Trầm, hay giờ đây. Một đội bóng nào có bàn thắng ở giai đoạn này, nó cũng sẽ khiến cho trận đấu này trở nên hay hơn so với thời điểm hiện tại. Dẫu cho thời điểm này nó đã hay rồi. Có sự lộn xộn. Giữ điểm không bao. Đức Quân đã lùi về kịp thời. Lại là Tôn Xe Tăng. Hiệp Xe Va không có lỗi. Quả chạy bóng nguyên gì? Đánh vào! Vẫn còn! Giữ điểm đi! Không vào! Nên bị chủ Red Legend. Toàn xe băng! Đưa chuyền dành cho Quan Vy! Quan Vy ơi! Quả chậm trước mặt! Vẫn đang là Quan Vy! Đưa chuyền! Toàn xe băng! Vào! 3-2 cho Red Legend! Và không ai khác đó là trung phong của Bảo Đỏ, Toàn Xe Tăng. Và anh thực hiện đơn truyền dành cho người ở vị trí thuận lợi hơn. Chúng ta xem cách mà Toàn Xe Tăng thoát người về phía trong. Bảo như Trần Thuật không theo kèm kịp đối với cầu thủ mang áo số 8. Hiệp Sheva có cú đấm trời không, trời trái không vào. Tâm Màu, Tâm Màu di chuyển rất nhanh, mở ra quả chấm. Đội chuyển sữa lại của Tâm Màu, nhưng đây là cơ hội dứt điểm không vào. Vẫn đang là cao thủ áo xanh. Đội chuyển lên dứt điểm. Bàn áo số 11 với một tình huống xuất xa. Bóng đập đất. Đưa chuyền lên. Rất nguy hiểm không vào. Liệu có một tình huống phản công hay không? Đưa chuyền đến vị trí của hiệp Sheva. Hơi khó cho Sheva. Và như vậy trong tay chính của chúng ta là thôi coi kết thúc trận đấu này. 3-0 là tỷ số cuối cùng. Mời kính thưa các bạn, trận đấu được livestream tường thuật trực tiếp ở trên fanpage bóng đá của miền Tây của chúng tôi đây cũng đã khép lại. Xin chào.